8 dấu hiệu nhận biết tướng đàn ông yếu mệnh, chị em chớ dại rút về, khỏi cần đi xem bói. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học, người ta thường dựa vào tam đình, thượng, trung, hạ đình để luận ra tiền, trung, hậu vận và cả vận mệnh, tiền đồ, sức khỏe, tính cách con người. Một người đàn ông khỏe hay yếu, thọ hay yểu, tất cả sẽ đều được bộc lộ trên khuôn mặt của người đó. Phụ nữ ai cũng muốn chọn một bậc phu quân mạnh mẽ, có đức, có tài và đặc biệt là có thể sống trường thọ để che chở cho mình suốt quãng đời còn lại. Trên thực tế, việc xem tướng người thọ yếu thực ra không quá khó nếu tinh ý nhận diện 8 dấu hiệu dưới đây, bạn sẽ tránh xa, không bao giờ giúp phải người đàn ông yếu mệnh. Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Thiên trung thấp hãm, lông mày giao nhau tại ấn đường. Khi xem tướng mặt, người ta có thể chia chán làm 4 phần: thiên trung, thiên đình, tư không, trung chính. Trong đó, thiên trung nằm ở phần trên cùng, cách đường chân tóc hạ xuống dưới khoảng chừng 1 cm. Thiên trung cách ấn đường vừa gần lại vừa xa với từng nhận dạng, người càng khỏe, khoảng cách này càng rộng. Đàn ông ai có phần thiên trung thấp, hãm, ngắn thì cả đời chật vật, sẽ rơi vào cảnh thân cô, thế cô, mất cha mất mẹ từ sớm, lớn lên sự nghiệp trúc trắc, vất vả vô cùng. Nếu thêm cả việc có lông mày giao nhau tại ấn đường thì số phận càng long đong, vất vả, sẽ vướng họa tụ tội hay bị kẻ khác vu oan, giáo họa, đổi trắng thay đen. Do tâm sinh lý bất ổn, buồn chán, ức chế nên sức khỏe sút kém, dẫn đến sẽ mắc bệnh hiểm nghèo mà chết yểu. Khí sắc kém, ánh mắt dao động vô định. Xem tướng đàn ông cần chú ý rất nhiều đến khí sắc và ánh mắt, thần thái khuôn mặt. Bởi lẽ cánh mày râu, người nào có khí sắc càng tươi thì tuần hoàn máu trong cơ thể càng tốt. Tính tình hòa thuận, không sống quá thọ thì tối thiểu cũng phải quá tuổi trung niên mới lâm bệnh mắc tật. Ngược lại, người nào có ánh mắt dao động liên hồi, nhìn xa thì thân thiết, gần gũi nhưng nhìn cận mặt thì dao động vô định, thường bao giờ cũng là tuýp người có nhân duyên tốt, đặc biệt sẽ có bạn vong niên nhưng sức khỏe không được bằng người khác. Những người như vậy tuy biểu hiện không bồn chồn, cử chỉ đĩnh đạc nhưng thần thái lúc nào cũng lo lắng bất an, thiếu tự tin, không dứt khoát. Nếu khí sắc kém, da không hồng thuận thì dễ có bệnh về đường tiêu hóa hay bị ngộ độc thực phẩm hoặc trúng độc nặng mà qua đời. Lòng trắng nhiều hơn lòng đen, thở hầm hập không ra hơi. Người đàn ông nào có lòng trắng nhiều hơn lòng đen, tức là con người chỉ chiếm từ 1/3 đến 1/4 khoảng không gian trong mắt, ắt là kẻ khắc cha, khắc mẹ, không sống được gần anh chị em họ hàng, gia đình, ruột thịt. Nếu họ còn có kiểu thở hồng hộc không ra hơi, thở rít lên từng hồi khó nhọc, dù không có bệnh tật gì về mũi, nghe qua như tiếng lấy hơi huyết sáo, thổi kèn thì ắt sẽ bị bệnh về đường hô hấp mà qua đời. Mắt nhỏ, mũi thấp, mặt nhỏ, mũi thấp, ăn tham hơn chuột. Xem tướng đàn ông, ngoài xem tướng mặt còn phải xem cả hình dạng đầu, tỷ lệ ngũ quan trên gương mặt. Người nào có mặt nhỏ, dạng hình như trái táo ta, hai đầu thuôn hẹp, phần giữa phình rộng, mặt gầy sơ xương, mũi nhỏ từ sống mũi đến cánh mũi nhưng lại khá thấp, sát miệng. Lại cộng thêm nên ăn uống tham lam, thô tục, ăn như chuột nhấm, chuột gặm hoặc cắn chát liên hồi thì ắt là kẻ sống đời vô định, lang thang phiêu bạt, làm việc không có chủ đích, sẽ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tư cố vô thân, yểu mệnh chết sớm. Răng hô, vẩu, giọng nói rít. Một trong những đặc điểm nổi bật dễ nhận dạng tướng người thọ yểu, đặc biệt là tướng đàn ông yểu mệnh, chính là răng hô đi kèm với giọng nói rít. Răng hô ở đây là môi không trùng qua được hàm trên hoặc hàm dưới,
hoặc bị vẩu bẩm sinh hoặc lệch khớp cắn vì nhiều lý do, răng thưa, lộn xộn. Giọng nói rít là giọng nói khó nghe hoặc quá cao hoặc quá thanh, chói tai nhức óc. Tuy không buồn cười nhưng giọng nam kim nhưng lại khá ấn tượng, không hay gặp. Giọng chân mạnh khi đi lại, dáng đi thô kệch, tính tình hung dữ. Ngoài những đặc điểm nhận dạng tướng người thọ yểu trên khuôn mặt, chúng ta còn có thể nhận diện tướng đàn ông yểu mệnh qua dáng đi. Người nào đi luôn rộng chân mạnh, dù là đi giày đế bệt, đế bằng, đi nệm trên nền đất, đều phát ra âm thanh to, người đổ về phía trước, hấp tấp, vội vàng. Cộng thêm dáng đi thô kệch, đi lại loạn choạng hoặc đi không thành đường thẳng thì ắt là người không thọ mệnh. Ngược lại, người có dáng đi không đến nỗi nào, nhưng tính tình hung bạo, hành xử bạo ngược hay nóng giận vô cớ, đối xử mất nhân tính với động vật, con người, hiếu chiến, thích gây hấn, thích đi đường ngang, ngõ tắt chứ không rẽ vào đường chính, đường to thì đi đêm lắm, cũng có ngày gặp ma, sẽ bị khẩu nghiệp và chết yểu. Trên vành tai, sát lỗ tai có nốt ruồi. Đàn ông hay phụ nữ, ai có nốt ruồi hung, to đen hoặc mọc lông xù xì ở trên sụn vành tai, sát trong lỗ tai, từng tính cách khó lường, dễ lừa thầy, phản bạn, làm việc vô nguyên tắc, tính tình bạo liệt, hành xử thất thường, không có lý trí, không màng hậu quả. Người kiểu này dễ gặp họa tai bay vạ gió như tai nạn giao thông, tai nạn trên cao hoặc sức khỏe sa sút khi qua tuổi trung niên. Chính vì thế, phàm là có việc đi xa thì đều phải cẩn thận, chú ý kỹ càng. Trên dịch mã có vết bớt hoặc sẹo. Dịch mã là vùng ở hai bên trán, sát gần huyệt thái dương nhưng ở rất gần với khu vực tóc mọc. Người nào ở dịch mã có vết bớt, vết đen hoặc vết đỏ hoặc sẹo đậm hoặc nhạt nhưng rõ vành sẹo thì đều dễ gặp họa về đường đi lại, kỵ đi xa. Mỗi lần đi du lịch, thăm thú, đi chơi xa đều phải xem ngày giờ xuất hành kỹ càng để tránh gặp nạn trên đường. Nếu không, rất dễ rơi vào cảnh gặp sự cố nơi đất khách quê người mà bỏ mạng. Quý vị thân mến, sinh ra là phụ nữ, ai cũng muốn lấy được một tấm chồng tốt để có thể canh vác, chia sẻ buồn vui, dắt tay nhau qua mọi khó khăn, gian khổ, dòng bão của cuộc đời. Lấy phải một người chồng yểu mệnh quả thực là bất hạnh, nhưng sẽ còn bất hạnh hơn nữa nếu ta không biết cách để nhìn nhận, quan sát xem thế nào là tướng mệnh của một người đàn ông tốt, được hưởng nhiều phúc khí, có thể sống trường thọ cùng bạn đến suốt cuộc đời này. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vấn đề này ngay sau đây. Đường nét môi rõ ràng. Đàn ông mang đường nét môi rõ ràng sẽ ôm trong mình nhiều hoài bão, tham vọng lớn lao và ý chí kiên cường. Họ luôn toàn tâm toàn ý cho công việc, không chịu khuất phục trước áp lực bên ngoài. Càng khó khăn, càng thể hiện năng lực, giống như câu nói, thời thế tạo anh hùng. Người đường nét môi rõ ràng thường sở hữu giọng nói to khỏe, rõ ràng, có sức hút, sẽ lấy được lòng tin của người khác, tạo nên quyền lực vững chắc. Tai to mặt lớn. Tai to, dài là tướng mạo được coi là đường tai nhà Phật. Người sở hữu tướng tai này thường là người sống rất thọ, phú quý trọn đời. Ngoài ra, trong tai có mọc lông tơ cũng là tướng trường thọ. Tuy nhiên trong cuộc đời, những người này sẽ có một lần mắc bệnh nặng và nếu vượt qua được, họ sẽ sống rất thọ. Lông mày còn được gọi là cung bảo thọ. Nếu lông mày cao và dài quá mắt, chắc chắn thì những người này sẽ sống rất thọ. Bên cạnh đó, đặc điểm của người trường thọ còn đi kèm với những đặc điểm khác như nhân trung sâu và dài, răng chắc và mọc đều, lông mày dài và thanh thoát. Người đàn ông sở hữu cặp lông mày thanh thoát, đỉnh tai cao quá lông mày thường là những người có tư chất thông minh từ nhỏ, học hành giỏi giang. Trên con đường sự nghiệp, họ gặt hái được nhiều thành công, có địa vị, tiếng tăm trong xã hội. Ngoài ra, họ là người có tính cách cởi mở, hiền lành tốt bụng, thông minh sáng suốt, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, thử thách. Chính vì tính kiên trì, chịu khó, chịu khổ, hậu vận của những người này rất tốt. Sống mũi cao và thẳng. Theo nhân tướng học, sống mũi cao và thẳng đích thị là tướng mũi của người đàn ông có trí thông minh, tài ba xuất chúng. Bản mệnh sẵn sàng đối đầu với khó khăn để có được thành công trong công việc. Bên cạnh đó, quý ông này cũng không thích phụ thuộc vào ai, luôn muốn tự mình vươn lên và phấn đấu hết mình. Vận đào hoa cũng luôn đeo bám quý ông này, nhưng nhờ bản lĩnh của mình, họ vẫn một lòng, một dạ với bạn đời.
Mặc dù có nhiều người theo đuổi, nhưng nếu lấy được người chồng có đặc điểm này, thì bạn cứ yên tâm rằng họ sẽ rất trung tình, không lang nhang. Cuộc sống hậu vận của bản mệnh cực kỳ giàu sang, có phúc, vợ con được nhờ. Tình cảm thắm thiết lại càng thúc đẩy người đàn ông này hết lòng cho công việc và kiếm tiền, chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Vầng trán cao, bóng và đầy đặn. Người đàn ông có vầng trán cao, đầy đặn, lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, họ vẫn thể hiện sức sống tràn đầy, mãnh liệt. Đám đông cũng không thể nhộn nhịp, vui vẻ nếu thiếu đi những câu chuyện hài hước của người đàn ông này. Tư duy sáng tạo kết hợp với óc phân tích nhạy bén đã giúp họ đạt được những bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Công danh, sự nghiệp ngày càng được thăng tiến như ý muốn. Dù gặp khó khăn, cũng được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ vượt qua. Những người đàn ông này luôn muốn thể hiện sự mạnh mẽ của mình trước người con gái họ yêu thương. Họ không ngừng cố gắng phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình và vợ con. Đôi mắt có thần, tinh nhanh, nhạy bén. Nam giới sở hữu đôi mắt sáng là người tinh tế, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ xác định rõ ràng mục tiêu trong cuộc đời mình, lập lên một kế hoạch cụ thể để chinh phục được thành công. Trong mọi hoàn cảnh, người đàn ông này luôn giữ được cái đầu tỉnh táo và sự sáng suốt của mình. Bởi vậy, họ luôn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, chính xác. Không chỉ trong công việc mà với tình yêu, người đàn ông này cũng thể hiện được sự kiên quyết, sáng suốt của mình. Trước khi nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ với ai đó, họ dành nhiều thời gian để tìm hiểu tính cách, lối sống của đối phương. Nếu thực sự hòa hợp thì họ mới sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình. Bàn tay to. Đàn ông có bàn tay to thể hiện là người bản lĩnh, có quý nhân phù trợ. Người này luôn tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, dốc hết sức vì gia đình, chăm lo cho cuộc sống của vợ con. Bản mệnh luôn biết cách kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, gia đình mình và cũng không quên những người đã luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ. Hơn thế nữa, đàn ông tay to còn biểu hiện là người biết làm mọi việc trên đôi tay của mình, không sợ khó, không sợ khổ. Tương lai chắc chắn giữ vị trí quan trọng nên việc giàu có chỉ là chuyện sớm muộn. Bàn chân to. Bàn chân to tượng trưng cho người đàn ông này có tương lai vững chắc, lúc nào cũng là trụ cột trong gia đình. Quý ông này luôn yêu thương vợ con, hiểu và thông cảm với những vất vả mà người phụ nữ phải chịu đựng. Bản mệnh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn giỏi việc nhà, thường sẻ chia với vợ những việc lặt vặt khiến cho người phụ nữ luôn cảm thấy hài lòng vì được ở bên cạnh. Vì vậy mà cuộc sống hôn nhân của quý ông sở hữu bàn chân to lúc nào cũng hạnh phúc, viên mãn. Lấy được người đàn ông như vậy, phụ nữ chẳng những không phải lo về vật chất, kinh tế mà còn luôn được sống an yên, vui vẻ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.